khỏe, đã bận rộn về tim mạch. Vì vậy lựa chọn thực phẩm lành mạnh và kết hợp chúng trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp làm giảm lượng cholesterol. Nếu chúng ta thường xuyên tiêu thụ đồ ăn vặt có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe khác nhau, bao gồm cả cholesterol tăng cao. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp kiểm soát mức cholesterol. Dưới đây là những cách kết hợp các loại thực phẩm ít chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, giàu chất xơ và chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch. Cháo với gạo lứt, đây là một loại lương thực không chỉ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu mà còn tạo nên một bữa ăn đầy đủ chất. Mặc dù nhiều người lựa chọn gạo trắng để áp dụng sự kết hợp này, tuy nhiên những người đang đối phó với mức cholesterol tăng cao thì nên cân nhắc lựa chọn gạo lứt là tốt nhất. Bởi gạo lứt đã được chứng minh là có khả năng làm giảm cholesterol xấu, làm nó trở thành một sự lựa chọn lành mạnh hơn. Sữa chua và hạnh nhân, cả sữa chua và hạnh nhân đều là nguồn dinh dưỡng dồi dào, thường được thưởng thức riêng. Tuy nhiên khi kết hợp, chúng lại mang lại nhiều lợi ích đáng kể trong việc giảm mức cholesterol. Bởi hạnh nhân có ít axit béo bão hòa, trong khi sữa chua tự hào là có men vi sinh, làm sự kết hợp này trở thành một đồng minh tuyệt vời trong việc kiểm soát mức cholesterol. Chính vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới của mình bằng một bát sữa chua với một ít hạnh nhân để có một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Hành tỏi. Tỏi và hành tây không chỉ là gia vị bổ sung cho món ăn được thơm ngon đậm đà mà còn giúp ngăn ngừa cholesterol tăng cao. Sự kết hợp kỳ diệu của hai thành phần này có thể giúp kiểm soát cholesterol một cách hiệu quả. Thêm chanh và trà xanh. Trà xanh nổi tiếng với lợi ích giảm cân và nó cũng là thực phẩm nên sử dụng hàng ngày để kiểm soát cholesterol. Bởi trong trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, đồng thời nó cung cấp các đặc tính làm giảm cholesterol đáng kể. Để tăng cường tác dụng của nó, chúng ta chỉ cần thêm một vài giọt nước cốt chanh. Bên cạnh đó, trong chanh chứa một hoạt chất, chất này sẽ góp khả năng điều chỉnh cholesterol cho cơ thể chúng ta. Nên thưởng thức loại chanh này hàng ngày, dù nóng hay lạnh tùy vào sở thích của bạn. Cuối cùng, honey và hạt tiêu đen. Honey là một loại thực phẩm lâu đời trong ẩm thực Ấn Độ. Nó tự hào có đặc tính chống viêm, có thể giúp làm giảm mức cholesterol. Đặc biệt khi kết hợp với hạt tiêu đen, có thể thêm vào một số món như súp để tận dụng lợi ích giảm cholesterol của chúng.